Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại xuất hiện lên sóng của kênh của Bitraining rồi. Thì rất là lâu rồi mình mới gặp được anh Lê Văn Dẫn, mà mọi người hay gọi anh một nickname là nhà đầu tư Lê Văn Dẫn. Và anh là một người rất là đặc biệt, và hôm nay là phải nói là một cái dịp rất là may mắn các bạn mới có dịp gặp được anh. Mình cũng vừa gặp là mình mong muốn là lên sóng để cho các bạn biết liền. Anh Dẫn có thể cho các bạn cùng biết là hiện tại anh bao nhiêu tuổi, và anh làm cái công việc gì, và anh có enjoy với nó không, anh có thích không? Xin chào các bạn, chào thầy Di, rất cảm ơn câu hỏi của thầy Di. Mình năm nay 44 tuổi rồi các bạn. Hiện tại mình đang là một nhà đầu tư Forex. Hiện tại mình rất là yêu thích công việc của mình. Mình là một nhà đầu tư tự do. Ngoài việc đầu tư thì mình cũng có chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex với các bạn. Vâng, cảm ơn anh Dẫn rất là nhiều. Các bạn thấy là để trở thành nhà đầu tư thì cũng đúng là không đơn giản chút xíu nào, nhưng mà anh có thể cho mọi người biết chút là cái con đường á, cái cơ duyên nào, lúc xưa anh học ra thì anh đi làm cái gì, rồi nó phải dẫn dắt cái gì đó rồi anh mới ra trở thành nhà đầu tư được chứ, anh có thể cho mọi người biết sơ anh được không ạ? Ngày xưa thì mình cũng đi học ra trường xong rồi mong có một cái công việc làm ổn định. Mình làm bắt đầu từ năm 1999, và sau đó mình làm tới năm 2007. Công việc thì cũng rất là vất vả các bạn. Đi làm mình làm nhiều, trải qua nhiều công việc lắm. Và đặc biệt mình cũng yêu thích công việc sale kinh doanh. Công việc đó nó ngốn mình rất nhiều thời gian. Và mình cũng cảm thấy có cái gì đó không có được tự do thoải mái lắm. Cứ suốt ngày cứ phục vụ khách hàng, nào là điện thoại chăm sóc khách hàng, mình mong muốn tìm một cái đường khác để mình được tự do thoải mái hơn. Và mình tìm đến thị trường Forex, mình cảm thấy nó rất là phù hợp với mình, bởi vì không có tốn nhiều thời gian, mình không có cần phải đi tìm kiếm khách hàng, mình chỉ có kiến thức đầu tư và mình để cho tiền nó răng ra nó làm việc cho mình. Vâng, cái triết lý của anh rất là hay, cái suy nghĩ của anh rất là hay. Vậy thì anh có thể cho các bạn biết rằng là anh bắt đầu biết tới Forex bao nhiêu lâu rồi, và lúc đầu có lên bờ xuống ruộng hay không, và bao nhiêu lâu thì anh mới rút ra được cái kinh nghiệm. Mình đến với Forex bắt đầu năm 2007 các bạn. 2007, năm nay 2017 rồi nha các bạn. Lúc đó mình chập chững bước vào nghề và bị nó đánh cho té rua tơi tả. Mỗi ngày mình làm việc hầu như là 20 tiếng đồng hồ các bạn, hầu như là không ngủ, tối ngày dán con mắt vào màn hình để xem thị trường lên xuống xuống. Trải qua cũng khoảng chừng 3 năm mình mới tìm được con đường đúng, và mình cảm thấy Forex nó không có vất vả, không có khó khăn giống như lúc trước nữa, bởi vì lúc trước mình đi sai đường, mình không tìm ra được một công thức đúng. Vâng, vậy thì cái cơ duyên nào, cái bí quyết nào để anh ra được cái công thức đúng và cái con đường đúng đó? Thật sự mình cũng không thể nào tìm ra một công thức đúng cho riêng mình. Mình cũng phải lặn lội đi nước ngoài học các bạn. Mình học trực tiếp với những thầy nước ngoài, đi Singapore, đi Mỹ học. Thậm chí mình còn phải học coaching từng giờ ở trên mạng. Mỗi một giờ người ta tính cho mình rất là đắt tiền các bạn. Anh có thể bật mấy chút cái một giờ người ta có bao nhiêu ạ? Một giờ người ta lấy mình $300 các bạn. Một giờ là $300, tương đương với tiền Việt của chúng ta là một giờ là hiện tại là 7 triệu các bạn ơi. Đó, ngày xưa là mình cứ nghĩ là mình lên mạng internet mình dò, mình tự học, mình sẽ chiến thắng được thị trường mình này, nhưng mà thật sự là không có đơn giản như vậy đâu các bạn. Phía sau đó nó còn rất nhiều bí quyết nữa. Vâng. Vậy thì trong suốt cái 10 năm đầu tư Forex đó thì anh có cái kinh nghiệm gì, anh có cái lời khuyên gì cho những cái bạn mà muốn ra đầu tư Forex không? Các bạn nào mà có đam mê Forex, muốn tìm đến cái sự tự do về tài chính và tự do về thời gian, mình khuyên cho các bạn trước tiên chúng ta hãy trang bị kiến thức đầy đủ, đúng đắn để chúng ta bước vào thị trường. Chúng ta đừng có nên đầu tư theo những tin đồn, nghe lời khuyên của các người khác hoặc các chuyên gia khác. Chúng ta phải học cho đúng, tìm thầy đúng, chúng ta học và chúng ta thẳng tiến một con đường, chúng ta sẽ thành công. Vâng, vậy thì cái độ tuổi nào hoặc là giới tính nào
À, có thể là sinh viên hay là người lớn tuổi, hay là nam hay là nữ, người độc thân, người có gia đình, cái độ tuổi nào thì theo anh thì họ có thể là ra đầu tư forex, ra cái xác suất nó thành công tốt thôi. Theo mình thì nam nữ đều được các bạn, không phân biệt giới tính. Tuổi thì các bạn 18 tuổi là các bạn bước vào thị trường, các bạn bắt đầu nghiên cứu về thị trường Forex là được rồi. Chúng ta đừng nên trễ quá. Ví dụ bạn 60 tuổi thì hơi trễ chút xíu. Ok bạn, bạn nên tiếp cận thị trường càng sớm càng tốt. Vâng, vậy thì về Forex đó, trong cái cuộc đời Forex đó, anh có cái câu chuyện gì buồn anh kể cho mọi người nghe được không? Câu chuyện buồn của mình, lần đầu tiên mình bước vào thị trường Forex trong vòng 2 tuần lễ các bạn. Mình nhớ năm đó, năm 2007, trong 2 tuần lễ mình mất hết 250 triệu rất là nhanh. Mà không hiểu lý do tại sao mình thua. Đó là câu chuyện rất là buồn và cũng rất là vui, bởi vì đó là một cái bàn đạp để mình bước vào thị trường Forex một cách chuyên nghiệp. Những cái câu chuyện vui mà anh gặp khi mà anh bước tới cái con đường Forex, cái câu chuyện vui của anh là gì? Câu chuyện vui của mình là có rất nhiều chuyện vui khi mình đến với Forex các bạn. Bên cạnh cái chuyện buồn đó, sau khi mình đúc kết những bài học kinh nghiệm ra rồi, mình cảm thấy mình đã nhận được cái sự tự do về thời gian, tự do về tài chính khi mình đến với con đường Forex. Và mình vui nhất là mình không làm gì hết, không có nhìn máy giống như lúc trước mình bước vào nữa, mình cứ ngủ ngon, thẳng giấc thoải mái, mình không cần phải lo đến trạng thái giao dịch của mình. Cứ một ngày mình nhìn chạc khoảng chừng 15 phút thôi. Sau Anh một một tuần lễ, mình sẽ chiến thắng được cái lệnh đó rất là lớn các bạn, hơn 1.000 pip. anh có cái lớp mà nghe đặt một cái tên rất là hay là mỗi ngày 15 phút thôi đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Anh có thể chia sẻ cái triết lý đó một chút xíu ạ? Trên thị trường đầu tư này thì hầu như mọi người đều nghĩ là mình phải quan tâm quan sát thị trường từng giây. Các bạn, nhất là các bạn mới vào thị trường, các bạn mong muốn cứ mỗi một nhất động nhất cử của thị trường là chúng ta có thể mua bán kiếm được tiền. Nhưng đó là không phải. Mình có một cách làm việc đơn giản, chúng ta không cần phải ngắm nhìn màn hình liên tục 24 giờ mỗi ngày. Các bạn chỉ cần dành đầu giờ sáng Việt Nam mình khoảng 7 giờ sáng, các bạn dành cho nó khoảng 15 phút, chúng ta phân tích, đặt lệnh, đóng máy, chúng ta đi chơi, làm những công việc khác thường trực hàng ngày của mình. Vâng, cái bí quyết này bao nhiêu lâu anh mới rút ra được cái bí quyết này? Này sau khoảng thời gian khoảng chừng 5 năm. 5 năm, Năm 5 năm. năm anh mới rút ra được cái bí quyết này. Vâng, vậy thì khi mà mọi người chia sẻ cái này, mọi người thấy nó rất thú vị và phù hợp, mọi người muốn liên hệ với anh, muốn tìm hiểu anh thì mọi người phải làm như thế nào? Mọi người có thể vô trang web levandan.com, fftrader.com, hoặc các bạn có thể lên kênh YouTube của mình, bạn gõ Lê Văn Dẫn, hoặc các bạn có thể liên lạc với mình qua số điện thoại 0902608986, và nhanh nhất là các bạn liên lạc với thầy Nguyễn Thái Duy là sẽ nhanh nhất ạ. Anh có thể cho mọi người biết là cái bí quyết một ngày của anh bây giờ là như thế nào? Một ngày làm việc bình thường, ví dụ là sáng thứ hai mọi người sẽ thức dậy sẽ rất là bận rộn, ăn sáng rất là lẹ để chạy lên công ty đi làm rồi buổi chiều đi về, vậy thì anh có thể chia sẻ cho mọi người cái bí quyết một ngày làm việc của anh đó là gì? Thường mỗi sáng mình thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, đưa con đi học về xong mình pha cà phê uống, hoặc là uống cà phê sáng ngoài tiệm, xong mình dành khoảng chừng 30 phút để mình mở máy, phân tích thị trường, mình xem những cái lệnh của mình giao dịch ngày hôm qua như thế nào, mình có thể chốt lời, hoặc là mình cắt lỗ, hoặc là mình mở một cái lệnh giao dịch mới, chỉ vỏn vẹn trong vòng khoảng 30 phút, xong sau đó mình đóng máy mình đi tập thể dục. Vâng, rất rất Từ là tuyệt đó vời. tới chiều mình free, có thể bạn nào có thể rảnh thì có thể liên lạc với mình uống cà phê. Vâng, rất là tuyệt vời. Anh có hay đi du lịch vòng quanh thế giới không ạ? Vào những thời gian rảnh thì mình cũng có hay đi, và đặc biệt bây giờ mình hay đi mùa hè, bởi vì con cái nó cũng lớn rồi, đi học, mùa hè là mùa rảnh nhất, tranh thủ đi vào mùa hè các bạn. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Để các bạn nào mà có cái gu về đầu tư và tìm hiểu thêm thì các bạn liên hệ với anh Lê Văn Dẫn khi các bạn xem cái đoạn video này, và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký nhé. Và như chúng ta đã nói đó, tại sao chúng ta cần phải tìm cho mình một cái người thầy, một người hướng dẫn,
để gì ạ? Để chúng ta có cái đường đi nó chuẩn hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi các bạn đã, và nhớ đăng ký xuống nút nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Bye bye. Cảm ơn các bạn.